À, cho anh em cùng xem này. Ví dụ như đây, mình chia nhá, này, mình chia bài mình này. Đấy. Anh em đi đánh liêng mà anh em gặp cái bài này thì sao? Anh em đi đánh liêng mà anh em gặp cái bài này thì anh em tính như thế nào? Đấy, khi mà anh em đi đánh liêng mà anh em gặp được cái bài như thế này thì chắc chắn là anh em sẽ tất tay đúng không ạ? Nhưng mà ván này mình sẽ bỏ cái bài này, tại vì sao? Thì tí nữa mình sẽ giải thích cho anh em này. Đấy, nhưng mà ba can này mình sẽ bỏ này, mình úp vào bài ấy, mình không đánh. Xem các bài còn lại này. Đấy, bài này thì là 3 điểm này. Bài này 9 điểm này. Bài này 3 đằng ác. Đấy, thì tại sao mình lại biết được là bài đối diện này 3 đằng ác mà mình cầm 3 đằng ca là cái bài sát gần như là lớn nhất trong đánh liêng, mình lại bỏ cái bài đấy đi. Tại vì sao? Tại vì vừa rồi ấy là mình đã sử dụng chiếc máy đánh bài này. Đấy, đây. Cho anh em xem luôn, mình đã sử dụng chiếc máy đánh bài này. Đấy, thì chiếc máy đánh bài này mà khi anh em đi chơi là anh em hỗ trợ cho anh em là tuyệt đối luôn, chắc chắn là anh em sẽ là người giành chiến thắng. Đấy, thì anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về dòng máy đánh bài này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được, hay anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình. Đấy, bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi, điện đến số hotline sẽ cho có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở anh em nhé. Đấy, thì về cái giá thành của cái dòng máy đánh bài này thì nó sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em. Ví dụ những cái dòng máy cao cấp thì giá thành của nó sẽ cao một chút. Đấy, còn ví dụ những anh em nào mà chưa có điều kiện kinh tế nhé, những anh em nào mà chưa có điều kiện kinh tế thì anh em có thể sử dụng cho mình những cái dòng máy cũ này. Đấy, bên mình hiện tại đang có một cái lô hàng máy cũ như thế này. Đấy, đang có giá rất là ưu đãi cho anh em kết bạn nhắn tin qua Zalo để được nhận những cái phần ưu đãi đó anh em nhé. Nhưng mà anh em hoàn toàn yên tâm giúp mình là cái dòng máy cũ này ấy thì là chất lượng của nó không thua kém gì máy mới nhá. Nhưng mà tại sao giá nó lại rẻ như vậy? Tại vì cái dòng máy cũ này là mình thu mua lại của những cái anh em mà đã mua hàng bên mình. Đấy, anh em mua máy đánh bài bên mình đánh được rất là nhiều tiền. Anh em lên đời những cái dòng máy cao cấp thì anh em để lại những cái dòng máy cũ này để thanh lý. Cho nên là bên mình sẽ thanh lý giá rất là rẻ cho anh em. Anh em kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình để được nhận cái giá ưu đãi nhất. Và có những cái phần quà rất là chất lượng đang chờ đón anh em. Đấy, còn với cái dòng máy đánh bài này ấy, thì nó có thể giúp cho anh em, hỗ trợ cho anh em chơi được rất là nhiều trò chơi liên quan đến bài lá. Anh em nhá, rất là nhiều trò chơi liên quan đến bài lá luôn. Tất cả các cái trò chơi nào mà liên quan đến bài lá của ba miền Bắc Trung Nam anh em đều có thể sử dụng được. Đấy, tất cả các trò chơi liên quan đến bài lá của ba miền Bắc Trung Nam đều có thể sử dụng được. Con máy này anh em lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường, thoải mái cho anh em luôn. Đấy, anh em muốn sử dụng cái chức năng đánh bài của nó, anh em chỉ cần đăng nhập vào cái mã của nó này, thăng 1356 thăng, thì cái mã này anh em có thể thay đổi tùy ý theo cái số dãy số nào mà anh em thích anh em nhé. Đấy, đây, vào đây này, anh em bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều trò chơi cho anh em lựa chọn. Ví dụ như này, anh em có thể thấy rất là nhiều trò luôn, đúng không ạ? Thì ví dụ như mình test cho anh em trò liêng đi, mình test cho anh em trò liêng này. Đấy, mình sẽ test cho anh em thêm 1-2 trò. Thì trò liêng này nó sẽ có hai cái chế độ báo mà hiệu quả nhất, đó chính là báo nhà lớn nhất như vừa rồi mình sử dụng, báo nhà nào lớn nhất và bỏ lá để bài mình được bài lớn nhất. Ví dụ như này, báo nhà nào lớn nhất này, mình sẽ bấm bắt đầu trò chơi cho anh em cùng xem. Mình cần đặt bài này, máy báo 1 đúng không ạ? Nhà mình sẽ là nhà lớn nhất. Khi mà máy báo 1 thì bài của mình sẽ là bài lớn nhất. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ cho anh em ấy là khi anh em đi chơi sử dụng là anh em phải đưa được bài vào nhá. Bài thì có tất cả các loại bài cho anh em nên anh em yên tâm nhá, chỉ cần đưa bài vào là được. Này, máy báo 1 đúng không ạ? Mình chia này. Bài mình sẽ là bài lớn nhất cho anh em. Đấy. Anh em thấy không ạ? 1 nhà 6, 2 nhà 7, bài mình 8 điểm lớn nhất trong đây. Máy nó sẽ báo chuẩn cho anh em từ điểm đến chất anh em nhé. Đấy, ví dụ như là 2 điểm bằng nhau thì nó sẽ báo đến chất. Joker tại bích.
Đấy, nó sẽ chuẩn 100% cho anh em luôn. Tiếp tục ạ, test tiếp một ván nữa cho anh em xem. À, ví dụ tối màn hình này, đặt vẫn báo. Nhà số 4 này sẽ là nhà lớn nhất này. Đấy. Chưa đã biết nhà nào lớn nhất rồi, đánh liêng mà. Chưa đã biết nhà nào lớn nhất rồi thì anh em còn phải suy nghĩ đi đến đấy đúng không ạ? Đấy, bà là 9 điểm lớn nhất đúng không ạ? Anh em có thể né như vừa rồi. Lúc ở đầu video mình đã có cho anh em cùng xem ấy. Kể cả lên 3 thằng ca mà máy nó báo nhà khác lớn nhất, mình vẫn bỏ. Đó, nên là anh em lưu ý cho mình. Thì đấy là cái chế độ báo đầu tiên. Đấy, đấy là chế độ báo đầu tiên cho anh em. Tiếp tục, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái chế độ báo tiếp theo. Đó là chế độ báo mà bỏ lá để ba anh em được bài lớn nhất nhá. Đây, bỏ lá để ba anh em bài lớn nhất rồi. Đấy, thì anh em chỉ cần nghe máy báo, máy báo số mấy thì anh em bỏ bấy nhiêu lá này. À, máy báo số 4 bỏ đi 4 lá, 1, 2, 3, 4. Sau đó anh em chia, bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Bài anh em 9 điểm lớn nhất, anh em lấy chưa? Rất là ok này. Đấy, thì nhiều anh em cũng hỏi mình rằng là ví dụ như là khi anh em chơi ấy, mà nhà khác làm cái, anh em bỏ lá thì anh em có thể là ấy được không? Thì mình cho anh em cùng xem. Ví dụ nhà số 4 này làm cái này, mình đặt này, mình bỏ đi 3 lá này, đúng không ạ? Nhà này làm cái đúng không? Chia từ nhà này cho anh em xem luôn. Bài mình vẫn là bài lớn nhất. Anh em thấy không? Bài mình 9 điểm lớn nhất đúng không? Rất là ok cho anh em này. Một cái vấn đề nữa ấy, mà anh em cũng hay hỏi mình. Đấy là khi mà anh em đi chơi ấy, mà chỉ nghĩa là để loa to như vậy hay sao? Thì mình nói luôn với anh em là nó sẽ có một cái tai nghe siêu nhỏ như này. Anh em nhét vào tai, hoàn toàn là không thể phát hiện ra, mà hoàn toàn là người ta không thể nghe thấy được anh em nhé. Chỉ có mình anh em nghe thấy thôi. Máy nó sẽ báo qua tai nghe này, nên anh em yên tâm. Tiếp tục test tiếp cho anh em một trò nữa. Test cho anh em trò 3 cây đi này. Đấy, mình sẽ test thử cho anh em trò 3 cây. Ở cái trò 3 cây này, chỉ bất kỳ khi nào mà anh em là người bỏ lá thì chắc chắn là ván đó anh em sẽ ăn anh em nhé. Cứ khi nào anh em bỏ lá thì anh em sẽ ăn. Đây, anh em cùng xem. Rất là ok luôn. À, ví dụ như khi đến mình bốc cái này, là đánh 4 nhà đúng không ạ? Mình bốc cái này, máy báo 1 thì anh em chỉ lật lá đầu tiên này lên, 6 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bắt đầu chia từ nhà số 2 này. Bài mình 10 điểm luôn, anh em thấy không? Đây, bài mình 10 điểm luôn. Rất là ok, chuẩn 100%, rất là hiệu quả cho anh em. Đánh 3 cây, liêng, sâm, lốc, tất cả các trò chơi nó đều chuẩn xác như vậy anh em nhé. Tiếp tục này, test tiếp cho anh em ván nữa này. Anh em khóa màn hình tối đen mịt này cũng được, đặt vẫn báo này. Máy báo 2 này, bỏ 2 lá này, lật lên này, 3 đúng không ạ? 3 thì là nhà đối diện, chia từ nhà đối diện này. Bài mình sẽ là bài lớn nhất này. Đó, 8 điểm lớn nhất, rất là ok cho anh em nhá. Thì đấy, mình đã cho anh em cùng xem về độ hiệu quả và hướng dẫn qua cho anh em cách sử dụng của nó. Thì anh em nào mà muốn trải nghiệm trực tiếp thì có thể đến cơ sở bên mình. Bên mình thì có hai cơ sở đó. Cơ sở 1, bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Cơ sở 2, quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi, alo đến số online. Bên mình sẽ cho người ra đón, dẫn anh em vào trong cơ sở. Cho anh em trải nghiệm trực tiếp, miễn phí tất cả các sản phẩm của bên mình. Ưng thì lấy, không ưng không mất tiền, hoàn toàn thoải mái cho anh em. Anh em ở xa thì cũng không cần phải lo lắng. Bên mình có nhận gửi hàng cho anh em, và đặc biệt là bên mình cho phép anh em kiểm tra hàng, ok nhận hàng thanh toán tiền, không ok trả về. Nên là anh em có thể là tin tưởng vào mức độ uy tín và chất lượng của bên Tấn Tuân Casino. Đấy là một bên mà có kinh nghiệm 15 trong nghề. Thì khi mà anh em đi chơi ấy, thì có nhiều anh em thắc mắc là ví dụ như là bây giờ người ta cũng nhiều cáo rồi, thì anh em không thể đưa được điện thoại vào, ví dụ không được để điện thoại ở ngoài. Thì bên mình có đầy đủ các phụ kiện bán kèm cho anh em, là ví dụ như đồng hồ đây, hay là ví tiền, hay là sạc dự phòng, bật lửa,
bình nước gạt tàn đấy, kết nối vào điện thoại này, thay thế mắt camera của điện thoại bằng những cái vật dụng đó thì đánh cực kỳ là ok cho anh em, mà cực kỳ kín đáo, nên là anh em yên tâm nhá. Sân chơi khó đến mấy cũng đều có cách cho anh em sử dụng đấy. Thì cuối video thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.